rồi kể hết cho tôi nghe. Trượt ngã, ai là người cây cành cùng em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đậm sâu, nhưng đã xa rồi quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết tình ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Nhưng vết thương không ai khâu tự lành lại. Đừng sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nói ra tự làm em. Rất nhiều người khi em khóc chỉ anh thôi. Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đậm sâu, nhưng đã xa rồi quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết tình ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Những vết thương không ai khâu tự lành lại. Đừng sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nói ra sợ làm em đau. Nghĩ đi mà xem, em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, có yêu đậm sâu, nhưng đã xa rồi quay lại chẳng bên đâu. Vẫn không tin ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Nhưng vết thương không ai khâu tự lành lại. Đừng sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nói ra. Đất nước qua rồi, thời chiến tranh. Tượng đài hiên ngang sáng muôn đời, xin được ngàn lần gọi tên đồng đội, thắp nén trầm hương lòng xé lạnh. Cho tôi nhớ lại một ngày qua, một ngày mưa bom xuống ga tàu, là ngày hy sinh bao đồng đội. Đêm đông liễu xa lạnh năm xưa, Noel nước mắt quặng tim mình. Làn bom rơi chiều quê tôi, đại đội tay xiết tay, hiên ngang kiên cường chẳng tiếc tuổi xanh. Làn bom rơi nhớ về đồng đội, kết thành vòng hoa đỏ vang vọng bài ca nhớ năm nào. Trung truyền quân lương tiếp lửa chiến trường, hôm nay tôi đã trở lại đây. Tượng đài hiên ngang trên quê mới đổi thay, nhớ đồng đội tôi ngày năm xuống, 91 năm đại đội anh hùng. Làn bom rơi chiều quê tôi, đại đội tay xiết tay, hiên ngang kiên cường chẳng tiếc tuổi xanh. Làn bom rơi nhớ về đồng đội, kết thành vòng hoa đỏ
vang vọng bài ca nhớ năm nào chung truyền quân lương tiếp lửa chiến trường để hôm nay ném bom tàn khốc cướp đi hơn 200 sinh mạng. Với những nhân chứng trong trận oanh tạc Giáng sinh, tiếng bom đã trở thành nỗi trái tim của di tích là nhà tưởng niệm thanh niên xung phong 915. Đây là không gian tôn vinh tưởng niệm các vị về sự hy sinh quả cảm của 60 thanh niên xung phong mãi mãi thanh xuân. Công trình mang trọn tình cảm tri ân của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Chào đón du khách đến với khu di tích lịch sử quốc gia 915 thành phố Thái Nguyên. Khi đến sân hương và tham quan tại đây, ban quản lý đề nghị với du khách vui lòng tuân thủ quy định: một, không vứt rác trong khuôn viên của di tích; hai, không nóng vội chỉ bày; ba, không tự ý thỉnh chuông thỉnh thánh; 4. Không sở tay vào hiện vật khi tham quan dưới không gian trưng bày; 5. Khi có thắc mắc, đề nghị quý du khách liên hệ ban tổ chức để được giải đáp chi tiết. Xin chân trọng cảm ơn. Điểm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 xin phép được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Chính, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đại diện đoàn thỉnh chín tiếng chuông. Xin mời. Dâng hoa, dâng hương, xin mời. Vị đoàn vui lòng phát chuông điện thoại, xin chân trọng cảm ơn. Xin mời hai đồng chí phó hiệu trưởng nhà trường, cô Lý Thị Thủy, phó hiệu trưởng nhà trường và ông Vũ Quý Thị Bằng, người phó nhà trường, đại sứ quán dâng hương vào phía bên trong, xin mời bài. Ngày 13 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 4 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đoàn đại biểu trường Trung học Cơ sở Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Chính, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn, trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Cầu chúc cho các chị các anh an giấc ngàn thu cùng với các bậc tiền nhân anh hùng liệt sĩ hiển linh phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Phù hộ độ trì cho đồng chí Nguyễn Thị Chính, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, cùng toàn thể các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh của nhà trường được sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chúng tôi nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, trường tồn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các chị, các anh, những người con kiên cường, bất khuất đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Để tưởng nhớ tới các chị, các anh, bắt đầu. Cùng lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh giới thiệu về khu di tích lịch sử quốc gia 915 thành phố Thái Nguyên. Vâng, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta từ năm 1954 đến năm 1975, Thái Nguyên là thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc và cũng là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ. Ga Lưu Xá thuộc tỉnh Bắc Thái nay đã trở thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, được ví như một cảng cạn cảng nổi với nhiệm vụ là tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực được viện trợ bởi các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Đến năm 1964, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược, tiến hành chiến tranh cục bộ tại miền Nam và leo thang bắn phá miền Bắc. Nhân dân cả nước tinh thần sục sôi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong bối cảnh đó, việc phục vụ bộ đội chủ lực chiến đấu trở nên vô cùng khó khăn và cấp bách. Rất cần có một lực lượng cơ động đặc biệt phục vụ bộ đội chủ lực chiến đấu và khi cần thiết thì sẵn sàng cùng tham gia chiến đấu. Đối với tỉnh Thái Nguyên, hưởng ứng lời kêu gọi thanh niên sinh viên tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng, ngày 18 tháng 1 năm 1966, đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Bắc Thái chính thức được thành lập với hơn 600 cán bộ đội viên do đồng chí Nghiêm Văn Đạo, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Thái làm đội trưởng. Đội 91 bao gồm 4 đại đội trực thuộc là 911, 912, 913, 914. Đến tháng 6 năm 1972, thành lập thêm đại đội 915 thuộc đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, có 102 cán bộ đội viên do đồng chí Triệu Xuân Việt, người dân tộc Tây, quê ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn làm đại đội trưởng. Tháng 12 năm 1972, máy bay chiến lược B-52 của đế quốc Mỹ ồ ạt thả bom xuống khu vực phía nam thành phố Thái Nguyên, nơi có cảng cạn Lưu Xá và nhà máy gang thép. Tại Ga Lưu Xá, gần 20.000 tấn hàng hóa quốc phòng cần được chi viện gấp cho chiến trường miền Nam. Nếu không được giải tỏa kịp thời, bị máy bay Mỹ ném bom phá hủy thì tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đặt ra lúc này, biết trước hiểm nguy và có thể phải hy sinh, song tất cả 102 cán bộ đội viên đại đội 915 hăng hái xung phong lên đường nhận nhiệm vụ. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 1972, ngày chúng Giáng sinh, từ nơi đóng quân xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, 66 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 được cấp trên chấp thuận lên đường làm nhiệm vụ, hành quân đến khu vực Ga Lưu Xá để phối hợp với các lực lượng ở đây
kịp thời giải tỏa số hàng hóa đang tồn đọng ở các kho. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Thế Cường, đội phó đội 91, Bắc Thái. Suốt một ngày, lao động mệt mài, quên ăn, quên nghỉ. Mặc cho máy bay của đế quốc Mỹ gầm xiết trên bầu trời. Gần 20.000 tấn hàng hóa vũ khí đã cơ bản được giải tỏa. Nhưng bữa cơm tối còn chưa kịp ăn thì hiệu lệnh phòng không báo động. Mọi công việc bốc xếp dỡ hàng hóa phải tạm thời dừng lại. Các chị, các anh thanh niên xung phong nhanh chân di chuyển tới hầm trú ẩn. Nhưng đúng lúc đó, một loạt bom giải thảm đã đánh trúng vị trí hầm trú ẩn. Viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh với những hình hài không còn nguyên vẹn. Đêm Noel ấy Chúa ở đâu để lưu sáng nhuộm màu khói lửa? Những anh, những chị không còn nữa. Đại đội 915 còn lại bao người? Sau trận bom, bầu trời xa sàng chìm trong bóng tối và yên lặng. Nhưng là cái yên lặng của chết chóc đau thương. Mùi từ những vật cháy tỏa ra từ các kho hàng lớn khét lẹt. Những đống than đỏ ngòm chưa tàn hết còn nhấp nháy trong đêm. Những mảnh áo thanh niên xung phong cháy xém mắc trên những khóm cây trinh nữ. Ba lô, tư trang của thanh niên xung phong ngổn ngang lẫn đất đá. Trong đêm tối, từng đợt gió mùa đông bắc tràn về. Nước mắt và những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi. Thi thể của các anh các chị thanh niên xung phong không còn nguyên vẹn, vương vãi khắp nơi. Có bàn tay, bàn chân nằm trên mái nhà, cành cây. Con người phải khó khăn lắm, đồng đội mới nhận ra được, bởi sự tàn phá của bom đạn Mỹ làm cho khuôn mặt bị biến dạng, rộng nát. Một số đội viên nữ hy sinh cho tư thế người nọ ôm người kia, liền nhau thành một khối. Đồng đội phải gỡ từng người ra, đưa lên các xe tải để chuyển vào nghĩa trang. Có những nỗi đau không thể nói thành lời. Có những sự hy sinh không sử sách nào ghi hết. Những anh, những chị thanh niên xung phong năm ấy đã gác lại nỗi nhớ, niềm thương để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của cả dân tộc. Họ đã lấy máu xương, tuổi thanh xuân cao quý của mình để hiến dâng cho tổ quốc và làm nên huyền thoại 915 rạng rỡ như ngày hôm nay. 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đa phần là con em của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, là người dân tộc thiểu số và có cả người theo đạo Thiên Chúa. Các chị các anh đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời mới 18 đôi mươi, với bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão còn dang dở. Sự hy sinh anh dũng của các chị các anh đã được tổ quốc ghi công. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kính thưa quý đoàn, vừa rồi thì các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã đại diện nhà trường dâng hương trong nhà tưởng niệm. Đây là một công trình được xây dựng trong một không gian linh thiêng,
với lối kiến trúc đình đền chùa truyền thống ba gian hai trái, mái độc lập ngói đỏ vẩy rồng. Điều đặc biệt của khu di tích lịch sử quốc gia 915 là nhà tưởng niệm được xây dựng trên chính căn hầm nơi 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh trong trận bom lịch sử Tiên Phong năm 1972. 60 liệt sĩ có 37 người là nữ, 23 người là nam, trong đó chỉ có 8 nam là có gia đình. Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là người theo đạo Thiên Chúa. Liệt sĩ Tô Thị Phùng và liệt sĩ Long Thị Hòa, quê ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, là hai liệt sĩ hy sinh khi mới 16 tuổi. Hiện nay, khu di tích lịch sử quốc gia 915 thành phố Thái Nguyên là nơi ghi nhận số lượng thanh niên xung phong hy sinh trong một thời điểm là lớn nhất trong cả nước, với 37 liệt sĩ quê ở Bắc Cạn, 17 liệt sĩ quê ở Thái Nguyên, 4 liệt sĩ quê ở Thái Bình và 2 liệt sĩ quê ở Lạng Sơn. Năm 1996, nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong 915, công trình do thanh thiếu niên thành phố Thái Nguyên tự nguyện đóng góp xây dựng đã được khánh thành. Năm 2008, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, và đến ngày 18 tháng 12 năm 2009, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua năm tháng, dưới sự tác động của thiên nhiên, nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp. Để xứng với tầm vóc của di tích lịch sử cấp quốc gia, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, vào đầu tháng 3 năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã có sự chủ trì phối hợp với tỉnh Bắc Cạn và được sự đồng thuận của các bộ ngành trung ương có liên quan, thống nhất chủ trương tu bổ, tôn tạo, mở rộng khuôn viên di tích quốc gia 915 từ diện tích 0,8 hectare trước kia lên 4,75 hectare hiện nay bằng nguồn xã hội hóa là chính. Và chỉ sau hơn 9 tháng thi công, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận cao của nhân dân, đến ngày 21 tháng 12 năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã trang trọng tổ chức lễ sơn hương, khánh thành bàn giao các công trình vào sử dụng. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Khu di tích trở thành điểm nhấn trong hành trình về nguồn của du khách thập phương trong và ngoài tỉnh khi đến với Thái Nguyên. Vâng, và từ trong hoang tàn đổ nát của chiến tranh, cuộc sống mới đã hồi sinh. Thái Nguyên đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, giữ vị vị thế là trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc. Giữa cuộc sống thanh bình ngày hôm nay, chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng công trình lịch sử ý nghĩa này sẽ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng ái quốc và luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước và cho dân tộc. Gắn liền với sự kiện bi tráng diễn ra trên vùng đất thép vào đêm Noel lịch sử năm 1972 của dân viên Lê Hồng và Nguyễn Hoàng. VFS được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn quý đoàn đã chú ý lắng nghe. Thay mặt ban tổ chức, xin được kính chúc thầy trò nhà trường trung học cơ sở Hương Trung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
phổ biến lại, tránh trường hợp các đội thả người nhầm. Ngựa thả mấy người nhỉ? Thả một người lại nhá. Chở lợn chở heo thả mấy người? Một thôi nhá, đừng có thả luôn cả cái ông đi chở. Chúng tôi bắt được, chúng tôi trừ 500 điểm. Hiệp thi đấu số 2, toàn trường trung học cơ sở Phương Trung. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, tôi ơi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, qua vạch thả lại người. Sau đó bê dụng cụ về để chơi. Còn người còn chơi. Huy động phê đi, mua cho cầu thủ đi. 1 cái giày còn lại chưa? Giày hoặc dép còn lại theo một đôi, cầm một chiếc, còn một chiếc sẽ chạy. Chạy theo chiều này nhá. Tất cả chạy theo chiều này. Ê, 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 ê. Ê, mạnh mẽ vào, nhanh lên. Nhớ cầm lại cái giày của mình nhá. Cầm cái thứ hai, cầm thêm cái giày thứ hai nữa rồi lên sân khấu lấy ngựa. Cái thứ hai đâu? Cái giày, cái dép thứ hai đâu? Đấy, không tìm thấy à đâu? Cầm cả hai cái mà. Mang theo cả giày cả dép mới được cầm ngựa. Team nào thiếu giày thiếu dép không được lấy ngựa nữa. Rồi. Rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Xin mời lên sân khấu những team sau đây. 9A7, 7A1 và 7A4. Mà chưa biết được giải gì cứ lên sân khấu đó. 9A7, 7A1 và 7A4 đã thuộc về team của 7A4. Và xin mời bạn hướng dẫn viên của 7A4 ạ. Tiếp tục giải nhì, xin chúc mừng thuộc về team của 9A7 và 7A1. Xin chúc mừng team 7A1 rất đông đảo. Và chúng tôi xin mời hướng dẫn viên sẽ nhắn về cho chị Nhi để kết thúc. Và chúng tôi xin mời toàn thể các bạn học sinh đến từ trường trung học cơ sở Phương Trung tiếp tục giải nghi lận những hoạt động còn lại tại hồ núi cốc nghỉ ngơi để thay cơ số khi nào có hiệu lệnh ra đề các chúng ta mới tập trung để xử lý về. Còn subscribe.